Vụ người phụ nữ tố bị gia đình chồng cũ bắt trừ tà, hành hung người khác vì cuồng tín xử lý ra sao? Bắt phù thủy gây mê chuyên cướp tài sản ở bệnh viện. Xe cứu thương bị bảo vệ chung cư khóa bánh khi đến đón người cấp cứu, ban quản lý khu đô thị nói gì? Cháy 4 kiosk Hà Nội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đục cửa cuốn vào dập lửa. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, mạng xã hội xôn xao bởi một câu chuyện khá khó tin mang đậm màu sắc mê tín dị đoan trong xã hội hiện đại. Một người phụ nữ ở Bình Thuận tố bị gia đình chồng cũ hành hung, gây thương tích vì cho rằng chị là yêu quái cần phải trừ tà. Phải hứng chịu những ngón đòn hung hăng trút xuống như cơm bữa, người phụ nữ bị thương tích khắp người và khẩn thiết cầu cứu cơ quan chức năng. Nếu đúng như những gì người này tố cáo, vậy hành vi gây thương tích cho người khác vì cuồng tín sẽ bị xử lý ra sao? Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể nghi do bị hành hung gây thương tích đối với chị TTBG, 33 tuổi để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó vào ngày 18 tháng 4, chị Dê đến công an phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết trình báo bị chồng cũ là NTT, 33 tuổi, trú tại Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết và ba người chị của chồng cũ thường xuyên dùng tay chân chai gỗ gây thương tích. Theo tố cáo của chị Dê, sau khi kết hôn về ở với gia đình chồng, cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, nhiều người trong gia đình chồng bị dụ dỗ tham gia vào tổ chức có tên Thiên Triều Nam Quốc. Họ cho rằng chị Dê là con thứ của Tư Mã Ý, nhà quân sự thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, là yêu quái đầu thai và về làm dâu để hãm hại cả gia đình của họ. Nên sau khi ép buộc ly hôn, cả gia đình liên tục trút đòn, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thậm chí ép chị Dê uống nước lau nhà, nước thải. Đáng chú ý, mấy ngày qua, một số đoạn clip được đưa lên mạng xã hội được cho là hình ảnh cúng bái kỳ dị, cuồng tín của gia đình chồng cũ chị Dê. Thậm chí họ còn dựng lên pháp trường để hành hình các hình nhộm mà họ gọi tên bằng cách ném vào chảo lửa. Trước những thông tin trên, cư dân mạng mong công an sớm tìm ra sự thật trong câu chuyện này. Nhiều người cũng thắc mắc hành vi truyền bá hình ảnh cuồng tín, mê tín dị đoan sẽ bị xử lý như thế nào. Luật sư Lê Văn Hoan, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phân tích các quy định pháp luật xoay quanh hành vi cuồng tín, mê tín dị đoan và hành vi cố ý gây thương tích như sau. Về xử phạt hành chính, đối với người có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Theo điểm B khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020 sửa đổi bởi Nghị định 14/2022. Còn với những người hành nghề mê tín dị đoan sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Theo khoản 4, điều 14, Nghị định số 38/2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Còn về xử lý hình sự thì điều 320 Bộ Luật Hình sự quy định người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, cuồng tín, dị đoan khác đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp làm người khác tử vong, thu lợi bất chính 200 triệu đồng trở lên hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì mức hình phạt từ 3 năm đến 10 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị xử phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Trường hợp hậu quả của những hành vi mê tín dị đoan chưa đến mức gây án mạng, nhưng người vi phạm làm cho bị hại thương tích thì có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự. Theo đó, tùy thuộc vào mức độ gây thương tích của bị hại mà người vi phạm phải chịu trách nhiệm hình phạt tương ứng. Nếu người vi phạm gây thương tích cho bị hại chưa đến mức bị xử lý hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng theo quy định tài khoản 5 điều 7 Nghị định 144 năm 2021. Các tình tiết trong vụ việc vẫn đang còn chờ cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Mọi thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong các video sau. Tội phạm trộm cắp tài sản luôn có nhiều mánh khóe được thực hiện hành vi phạm tội một cách chót lọt. Trong đó, chiêu trò họ sử dụng thuốc mê làm công cụ phục vụ hành vi cướp tài sản không mới nhưng vẫn được các đối tượng thường xuyên sử dụng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ khẩn cấp một đối tượng chuyên tiếp cận những người ở bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh rồi chuốc thuốc mê để cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 22 tháng 4, chị TT 36 tuổi quê Long An đến công an phường 12 quận 5 trình báo về việc bị một người lạ chút thuốc mê cướp tài sản xảy ra tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, chị T đang chăm sóc cha ruột tại bệnh viện nêu trên. Ngày 10 tháng 4, chị T đang ngồi chờ tại khoa cấp cứu của bệnh viện thì có một phụ nữ tiếp cận trò chuyện. Người này mời chị uống một ly nước, khiến chị sau đó rơi vào mê man, không biết gì. Đến khi thức giấc thì phát hiện mất sạch tài sản mang theo. Vì bận chăm sóc cha ruột đang bệnh, nên nhiều ngày sau chị T mới đến cơ quan công an để trình báo. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, có thể đối tượng gây án chuyên nghiệp nên công an quận 5 vào cuộc, khởi tố vụ án, phối hợp với công an phường 12 để điều tra, truy xét. Ngay sau đó, công an phường 12 tiếp tục nhận tin trình báo của bà NH 48 tuổi, quê Tiền Giang, cũng bị một người phụ nữ tiếp cận lấy sạch tài sản bằng thủ đoạn tương tự vào chiều ngày 23 tháng 4. Nhận định hai vụ việc trên có thể cùng một đối tượng gây ra, công an quận 5 tập trung điều tra và đã khoanh vùng được đối tượng Huỳnh Ngọc Trâm, 33 tuổi, Bến Tre, tạm trú tại quận Tân Bình. Trưa ngày 25 tháng 4, ban chuyên án đã bắt giữ Trâm. Qua đấu tranh, Trâm thừa nhận hành vi. Trâm khai cần tiền tiêu xài nên thực hiện kế hoạch cướp tài sản. Trâm tiếp cận với người phụ nữ ngồi một mình tại bệnh viện. Khi trò chuyện, tạo lòng tin, Trâm mời nạn nhân uống một ly nước có pha thuốc an thần khiến cho họ rơi vào trạng thái mê man rồi lấy sạch tài sản tẩu thoát. Bước đầu, Trâm thừa nhận thực hiện 3 vụ trục thuốc mê, cướp tài sản của 3 người phụ nữ, trong đó có chị TT và bà NH nói trên. Khám xét nơi ở của Trâm, cơ quan công an thu giữ 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 xe gắn máy, 25 triệu đồng và những tang vật khác. Những ngày qua, cư dân mạng truyền tay nhau bức ảnh một chiếc xe cứu thương đỗ trước sảnh chung cư bị khóa, gây tranh cãi dữ dội. Bánh trước xe cứu thương bị xích bằng xích xe đạp vào rào chắn giao thông. Phía sau đuôi xe, nam nhân viên y tế đẩy cáng có bệnh nhân nằm trên đang nhìn quanh. Có vẻ như chờ đợi người đến giải quyết. Hình ảnh trên được cho là chụp vào chiều ngày 29 tháng 4 tại sảnh tòa nhà F110, khu đô thị Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi vụ việc gây ồn ào trên mạng xã hội, ban quản lý của khu đô thị trên cũng lên tiếng thông tin cho báo chí. Theo ban quản lý, họ xác nhận sự việc và giải thích. Chiều 29 tháng 4, chiếc xe cứu thương đỗ tại khu vực cấm, phạm vi dành riêng cho phòng cháy chữa cháy trong một thời gian dài. Tại sân nội khu tòa nhà S110, cư dân đã báo với lực lượng an ninh và bảo vệ ra khóa bánh xe. Đại diện ban quản lý giải thích, khi nhân viên bảo vệ đến kiểm tra, xe cứu thương tắt máy, không hố còi và không có lái xe bên trong, do đó bảo vệ không biết đây là xe đang làm nhiệm vụ. Ban quản lý khu đô thị giải thích, có thể khi bức ảnh trên mạng xã hội chụp đúng lúc người bị thương được đưa xuống mà xe cứu thương chưa được mở khóa nên gây bức xúc cho mọi người. Tuy nhiên, sau khi khóa bánh xe cứu thương, bảo vệ cũng đứng trực giám sát cạnh xe. Khi bệnh nhân được nhân viên y tế đưa xuống, bảo vệ đã mở khóa ngay để kịp thời đưa người bệnh đi cấp cứu, không làm chậm trễ quá trình. Chủ trương khóa bánh xe đỗ sai vị trí tại khu đô thị được ban quản trị do cư dân bầu thống nhất với ban quản lý để đảm bảo lưu thông hành lang phòng cháy chữa cháy. Việc khóa bánh xe vi phạm không sai với chủ trương, nhưng ban quản lý hứa sẽ làm rõ vụ việc, xử lý nhân viên bảo vệ. Sau khi nhận được phản hồi từ cộng đồng về việc xử lý có phần cứng nhắc, phía ban quản lý Ocean Park cũng đã họp rút kinh nghiệm, trao đổi về nghiệp vụ của bảo vệ để linh hoạt hơn trong các trường hợp đặc biệt. Phía ban quản lý cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình cư dân có người bị thương sau khi nắm được thông tin. Sáng ngày 30 tháng 4, người dân xung quanh khu vực chợ Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội náo loạn bởi một vụ cháy bất ngờ bùng phát tại một kiosk kinh doanh. Lửa lan sang 3 kiosk bên cạnh, trong khi chủ kiosk vắng mặt khiến lực lượng chức năng phải đục cửa cuốn vào bên trong dập lửa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 36 phút ngày 30 tháng 4, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được tin báo cháy kiosk số 37, ngõ 397 Phạm Văn Đồng. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Bắc Từ Liêm, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy xác định đám cháy xuất phát từ một cửa hàng bán đồ ăn trong dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Chủ cửa hàng đã đóng cửa về quê, đám cháy đã lan sang 3 kiosk kế bên. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải dùng thiết bị chuyên dụng đục cửa cuốn của các kiosk để tiếp cận dập lửa và cứu nhiều tài sản gồm 2 xe máy, đồ dùng bên trong. Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã ngăn được đám cháy lan. Vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê. Diện tích cháy khoảng 40m2, hiện công an quận Bắc Từ Liêm đang kiểm tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vụ cô gái tử vong trên sofa, chuyên gia pháp y lý giải hiện tượng chết khô. Nam thanh niên nghi bị rơi từ tòa nhà cao tầng trúng hàng rào sắt tử vong.
Đỗ xe qua đêm ở thành phố Quy Nhơn, khách bị chặt chém, thông tin mới nhất. Chặt chém khách Tây 500.000 đồng 3 quả dứa, người bán hàng trình diện công an. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, vụ cô gái được phát hiện đã tử vong trên sofa trong trạng thái đã khô cho tới nay vẫn có nhiều tình tiết chưa sáng tỏ khiến cộng đồng mạng không khỏi băn khoăn. Một trong số đó là thắc mắc về tình trạng khô cứng của nạn nhân sau khi tử vong hơn một năm. Mời quý vị cùng tìm hiểu hiện tượng này qua lý giải của chuyên gia pháp y. Trao đổi với báo chí, một chuyên gia pháp y cho biết vụ việc cô gái được phát hiện đã khô trên ghế sofa tại căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội đang được các cơ quan chức năng điều tra và không thấy hiện vật cụ thể. Theo thông tin ban đầu, việc cô gái nằm trên ghế sofa tại một căn hộ chung cư cao cấp trong tình trạng khô lại không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc như một số ý kiến nhận định. Tuy nhiên, có thể do trong phòng kín mát, không có ký sinh trùng nên khả năng phân hủy chậm hơn, do đó cô gái khi được phát hiện có hiện tượng khô lại. Lý giải việc cư dân ít ngửi thấy mùi nồng nặc khi nạn nhân bị phân hủy, chuyên gia pháp y này cho rằng thông thường khi để lâu nạn nhân sẽ có mùi, nhưng cơ thể trong môi trường kín có lối thoát khí riêng nên cư dân xung quanh có ngửi thấy mùi nhưng mùi không nặng như thông thường. Vụ việc được ban quản lý tòa nhà phát hiện vào chiều ngày 26 tháng 4 tại một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời điểm phát hiện, cô gái nằm trên sofa đã khô lại. Thời điểm tử vong được xác định khoảng hơn một năm trước. Trước khi phát hiện nạn nhân, một người đàn ông trình bày với ban quản lý tòa nhà về việc có căn hộ tầng 32 khóa trái cửa lâu ngày và muốn thuê lại. Người này nhờ ban quản lý tòa nhà mở cửa cho xem căn hộ, sau đó sẽ tìm chủ nhân để hỏi thuê. Ban quản lý tòa nhà đã đồng ý cùng người đàn ông muốn thuê nhà đến căn hộ trên tìm hiểu. Đến nơi, họ nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn nên mở cửa căn hộ và phát hiện người phụ nữ tử vong nằm trên ghế sofa trong tình trạng đã khô. Ngay sau đó, ban quản lý tòa nhà báo tin cho cơ quan công an. Một số cư dân cho biết nạn nhân từng ở đây 2 năm trước nhưng sau đó không còn xuất hiện. Cuối năm 2022, cư dân thấy có mùi hôi thối và báo cho ban quản lý tòa nhà. Tuy nhiên, mùi hôi thối cũng không nồng nặc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác. Đáng chú ý, theo một cư dân sống cùng tầng với nạn nhân cho biết, chỉ được kể lại từ năm 2022, căn nhà này có 2 người ở, một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ tuổi. Người nam trông rất giống người nước ngoài và hai bên thường có lời qua tiếng lại. Tháng 9 năm 2022, những người cạnh bên nghe thấy trong căn hộ có tiếng cãi cọ giữa hai người kèm theo tiếng động. Được biết, trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch tòa nhà S403, chủ căn hộ 3206 này mang tên DPMK. Đáng chú ý, căn hộ này vẫn còn nợ tiền điện nước từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022. Sau đó, nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện, cắt nước của căn hộ trên do chủ hộ chưa thanh toán tiền. Tại hiện trường, điện thoại di động của cô gái này đã bị tháo SIM nên trước đó, ban quản lý không thể liên lạc được. Lực lượng chức năng cũng tìm kiếm ô tô của nạn nhân ở khu vực bãi đỗ xe nhưng không thấy. Sau khi nhận được thông tin vụ việc, bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con và cho biết con gái họ mua chung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu, gia đình đi tìm con suốt 2 năm nay. Ngày 28 tháng 4, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ cho biết nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, tại khu vực đang thi công công trình trên đường Hà Huy Giáp, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đã tử vong. Sau khi nghe tiếng động mạnh ở hàng rào công trình, mọi người chạy ra thì phát hiện nam thanh niên này đã tử vong trên hàng rào sắt. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 4, người dân sống cạnh bên công trình nghe tiếng động mạnh nên chạy ra thì phát hiện nam thanh niên nằm trên hàng rào bằng tôn sắt tại công trình xây dựng tòa nhà chung cư cao 20 tầng Crystal Palace bên hẻm khu phố 1, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Khi đến kiểm tra thì mọi người thấy nạn nhân đã tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an thành phố Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc quần short, áo thun và trên người không mang theo giấy tờ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nạn nhân được đưa đi. Một cán bộ công an có mặt tại hiện trường nhận định, nhiều khả năng nạn nhân đi từ bên ngoài vào công trình rồi đi lên tầng cao của công trình và bị rơi xuống. Hiện nguyên nhân sự việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ. Được biết, công trình xây dựng tòa nhà chung cư cao tầng Crystal Palace nằm trên đường Hà Huy Giáp đã xây dựng xong phần thô 20 tầng và 2 tầng hầm. Mạng xã hội mới đây lan truyền clip kèm thông tin du khách đỗ xe trên đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
bị người phụ nữ lạ thu phí đến cả 100.000 đồng trên xe. Sự việc trên được cho là đã diễn ra nhiều năm nay, khiến rất nhiều người bức xúc, đặc biệt là những người dân sống ở thành phố biển Quy Nhơn. Đến tối ngày 29 tháng 4, Công an phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đã có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ việc. Theo báo cáo của Công an phường Trần Phú, người phụ nữ xuất hiện trong clip thu tiền giữ xe đêm ngày 28 tháng 4 được xác định là bà Trương Thị L, 67 tuổi, ngụ ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Tại cơ quan công an, bà L không thừa nhận việc thu tiền giữ ô tô dưới lòng đường Nguyễn Huệ. Bà chỉ thu tiền của người đàn ông áo vàng, quần lửng sáng màu, đi ô tô, nhưng người này gửi tiền xe cho ba người bạn đi xe máy đến gửi. Sau đó cả ba người bạn cùng người đàn ông áo vàng lên ô tô rời đi. Bà L giữ xe tại khu vực vỉa hè giáo xứ Hòa Ninh để phục vụ khách ăn uống ở khu phố ẩm thực Ngô Văn Sở. Khu vực giữ xe vỉa hè này do ông Trần Văn Tê, 75 tuổi, ngụ ở phường Trần Phú, hợp đồng với Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân phường Trần Phú thực hiện việc trông giữ xe. Bà L là người nhà của ông T. Công an phường Trần Phú thông tin, qua làm việc với các chủ quán kinh doanh xung quanh khu vực đường Nguyễn Huệ và đường Ngô Văn Sở, chưa có thông tin, tài liệu phản ánh việc bà L thu phí giữ xe 20.000 đồng đến 100.000 đồng như clip đã đăng tải trên mạng xã hội. Kiểm tra thực tế cho thấy bà L chỉ giữ xe ở khu vực này từ 16 giờ đến 23 giờ hàng ngày, không giữ xe qua đêm. Công an phường Trần Phú cũng liên hệ đề nghị chủ fanpage thành phố Quy Nhơn là ông Hồ Minh Tê phối hợp cung cấp thông tin. Tuy nhiên đến sáng ngày 29 tháng 4, fanpage này đã gỡ bài đăng, chưa phản hồi với lực lượng chức năng. Từ những yếu tố trên, Công an phường Trần Phú kết luận chưa đủ căn cứ để xử lý vi phạm đối với ông Tê và bà L. Cơ quan chức năng yêu cầu ông Tê và bà L chấp hành đúng quy định việc trông giữ xe máy, phục vụ du khách ở phố ẩm thực theo hợp đồng đã ký. Hiện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Trần Phú và thành phố Quy Nhơn đang kiểm tra về thực hiện các điều khoản trông giữ xe theo hợp đồng với Ủy ban nhân dân phường. Nếu không đảm bảo thì xem xét chấm dứt hợp đồng với ông Tê, tránh gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và quá trình phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xác minh thông tin, tính chính xác trong clip mà trang Facebook thành phố Quy Nhơn đã đăng tải. Tiếp tục là thông tin về việc chặt chém du khách mùa lễ hội. Ngày 28 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi giữa một người phụ nữ bán hàng rong và hai du khách nước ngoài tại phố cổ Hà Nội. Nguyên nhân được cho là người bán hàng trong video đã hết giá 500.000 đồng cho 3 quả dứa, khiến du khách và những người xung quanh không khỏi bức xúc. Mới đây, người này đã tới trình diện công an của phường Hàng Đào, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông về vụ việc người bán hàng rong hết giá khách Tây 500.000 đồng cho 3 quả dứa, Ủy ban nhân dân, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường Hàng Đào cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh. Qua rà soát địa bàn, cơ quan công an xác định người phụ nữ bán hàng rong đang thuê trọ theo ngày trên địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác minh người bán hàng trong video là bà NTT, sinh năm 1968, trú tại huyện Phúc Thọ. Chiều 29 tháng 4, bà T đã đến trình diện tại cơ quan công an. Hiện, công an phường Hàng Đào đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, một nữ du khách người nước ngoài có phản ứng khá gay gắt, bực tức, thậm chí giật trái dứa và ném đồ bán hàng của người bán rong xuống đất. Nhiều người xung quanh đến can ngăn đã tỏ ra phẫn nộ khi biết người bán hàng rong chặt chém 500.000 đồng cho 3 quả dứa. Họ yêu cầu người phụ nữ phải trả lại tiền cho nữ du khách. Trước phản ứng của đám đông, người bán hàng rong đã trả lại 500.000 đồng cho hai nữ du khách rồi sau đó rời đi. Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, video này đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Bác sĩ ở Đồng Nai sát hại người tình, có thể bị xử lý thế nào? Khởi tố thêm 11 bị can trong vụ mua bán hóa đơn trên 2.500 tỷ. Đột kích loạt quán bar, vũ trường ở Đồng Nai, phát hiện nhiều vi phạm. Du khách tố bị chặt chém khi đậu xe dưới lòng đường ở Quy Nhơn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với vụ trọng án đang gây hoang mang dư luận suốt những ngày vừa qua. Sau khi sát hại người tình, nam bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã nhẫn tâm phân mảnh nạn nhân rồi phi tang. Liệu với hành vi man dợ của mình, hung thủ sẽ đối diện với bản án nào từ pháp luật? Trao đổi về vấn đề trên, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người làm chứng, lời khai của nghi phạm, kết quả giám định pháp y, kết quả thu thập dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bác sĩ này về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự với nhiều tình tiết định khung
tăng nặng trách nhiệm hình sự như bằng cách lợi dụng nghề nghiệp vì động cơ đê hèn, nên hình phạt mà nghi phạm có thể đối mặt là rất nghiêm khắc. Điều đáng chú ý, sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm còn thực hiện hành vi xâm phạm đến nạn nhân để thực hiện hành vi che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra cũng có thể xem xét xử lý nghi phạm theo quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng là khẩu súng côn quay được tìm thấy tại nhà nghi phạm cũng là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự, nên nghi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự thêm về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Đối với hai chiếc nhẫn của nạn nhân tìm thấy tại nhà nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc chiếm giữ các tài sản này của nạn nhân như thế nào. Nếu có căn cứ cho thấy nghi phạm đã dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, có thể xử lý hình sự đối tượng này thêm một tội danh nữa là tội cướp tài sản. Theo ông Cường, đây là vụ việc khá bất ngờ bởi trong tâm tưởng, suy nghĩ của mọi người, bác sĩ là nghề cứu người. Người hành nghề bác sĩ thường sẽ là những người có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương, chia sẻ. Tuy nhiên, trong vụ việc này, nghi phạm ra tay một cách rất lạnh lùng, tàn nhẫn, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp pháp luật. Ngoài ra còn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng như những kẻ côn đồ, lưu manh trong xã hội. Trước đó, nghi can gây án là Danh Sơn, 36 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, là bác sĩ ngoại khoa, đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đã khai nhận tại cơ quan công an về toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Sơn, khoảng một năm nay, ông Sơn có quan hệ tình cảm với chị TTBN, 37 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai. Thời điểm này, cả hai người đã có gia đình riêng. Gần đây, chị N thông báo đã có thai, là con với ông Sơn. Sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người, nên Danh Sơn đã tìm cách xử lý. Trưa 13 tháng 4, Danh Sơn đang trực tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thì chị N đến nói chuyện, cùng bàn cách giải quyết. Ít phút sau, nghe chị N than mệt, Danh Sơn đã tiến hành truyền nước cho chị N tại phòng trực của mình. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nghi can đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong. Sau đó, Danh Sơn đã đem nạn nhân phi tang trong khu công nghiệp ở thành phố Biên Hòa và ở khu rừng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của nghi can này, cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và 2 nhẫn màu vàng nghi của nạn nhân. Khởi tố thêm 11 bị can trong vụ mua bán hóa đơn trên 2.500 tỷ. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 cho biết đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên 2.500 tỷ do Nguyễn Xuân Vinh, 47 tuổi, cầm đầu, bị Công an quận 10 triệt phá vào đầu năm 2024. Các đối tượng bị khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 Bộ Luật Hình sự, gồm Trần Quang My, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng Odyssey, trụ sở tại quận 1. Châu Hải Trung, giám đốc công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Netshin, trụ sở tại quận Gò Vấp. Phan Tấn Mai Trinh, giám đốc. Lê Thành Nhân, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng Châu Gia Long An, trụ sở tại huyện Tân Thạnh, Long An. Tú Như Anh, giám đốc. Trần Duy Ca Giao, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Vương Bảo Long, trụ sở tại thành phố Dĩ An, Bình Dương. Trương Quang Hải, nhân viên phụ trách môi trường công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận, doanh nghiệp quản lý khu chế xuất Tân Thuận. Võ Hữu Phi, giám đốc. Hồ Thụy Thúy Vi, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thu, trụ sở tại quận Bình Thạnh. Nguyễn Quang Hạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kỹ thuật xây dựng Phúc An, trụ sở tại thành phố Thủ Đức. Lê Văn Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Lê Gia, trụ sở tại quận Gò Vấp. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân quận 10 phê chuẩn. Trước đó, vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, khởi tố bắt tạm giam 5 bị can. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty ma trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính. Từ năm 2020 đến nay, thông qua 20 trên 26 công ty ma,
Vinh và đồng phạm đã xuất trên 12.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, với tổng trị giá ghi khống hơn 2.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án trên, cơ quan điều tra xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật. Đột kích loạt quán bar, vũ trường ở Đồng Nai, phát hiện nhiều vi phạm. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong đợt kiểm tra bất ngờ đồng loạt 9 cơ sở quán bar, vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm. Qua đó đã phát hiện cả 9 cơ sở đều vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy. Một số nhân viên và khách sử dụng ma túy, hút shisha, sử dụng bóng cười, sử dụng vũ công ăn mặc gợi cảm, sử dụng trang phục, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội. Kiểm tra giấy tờ tùy thân, test nhanh ma túy đối với 600 người là nhân viên và khách, phát hiện 19 trường hợp dương tính với chất ma túy. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành xuất hiện một số quán bar, vũ trường, beer club, vũ trường trá hình ẩn mình sau lớp vỏ là cơ sở kinh doanh nhà hàng, đồ uống có cồn, được đặt với vô số tên gọi khác nhau, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh trật tự. Nguy hiểm hơn, nhiều tụ điểm còn là nơi mà hàng đêm các thanh thiếu niên tìm đến để sử dụng ma túy, bóng cười, hút shisha, hủy hoại hệ thần kinh của một bộ phận không nhỏ nam, nữ, thanh thiếu niên đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, nhưng chủ cơ sở vẫn làm ngơ, tiếp tay bán cho các thanh niên để thu lợi. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện các cơ sở kinh doanh hoạt động có dấu hiệu biến tướng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Du khách Tố bị chặt chém khi đậu xe dưới lòng đường ở Quy Nhơn. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 4, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh thông tin khách du lịch phản ánh bị thu 100.000 đến 200.000 đồng khi đậu ô tô qua đêm dưới lòng đường. Trước đó, một tài khoản trên mạng xã hội đăng thông tin khách du lịch đậu ô tô qua đêm dưới lòng đường, đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn bị thu phí 100.000 đến 200.000 đồng một chiếc. Nhiều người bày tỏ bức xúc, cho rằng việc thu phí giữ xe đậu dưới lòng đường là không đúng quy định. Điều này ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố Quy Nhơn. Ông Phương Nam khẳng định, thành phố Quy Nhơn không có quy định nào cho phép trông giữ xe dưới lòng đường Nguyễn Huệ, do vậy việc thu phí giữ xe như thế là sai quy định. Ông Nam cho biết thêm, hiện công an đang xác minh, nếu đúng như phản ánh, chúng tôi xử lý ngay lập tức. Hiện thành phố Quy Nhơn có 8 bãi đậu xe tập trung ở các khu vực quy định, mức thu phí 2.000 đồng một xe đạp một lượt, 3.000 đồng một xe máy một lượt, ô tô chở khách từ 15 chỗ trở xuống 15.000 đồng một lượt, trên 15 chỗ là 20.000 đồng một lượt. Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông tin, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt khách mua vé tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn. Đa số là khách quốc tế đến từ châu Âu, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, v.v., tăng khoảng 40% so với ngày thường. Trước đó, trong quý 1, khu đền tháp Mỹ Sơn cũng đã đón gần 123.000 lượt khách, tăng 46,8% so với cùng kỳ. Bên cạnh tăng cường công tác an ninh, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, việc làm mới phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch cũng được Ban Quản lý Di sản Mỹ Sơn triển khai thường xuyên, đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm của hầu hết du khách tham quan. Với đà tăng trưởng này, sẽ tạo thuận lợi để Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn đặt mục tiêu đón 400.000 lượt khách, tổng doanh thu 63 tỷ đồng trong năm 2024. Đại tá Phạm Gia Chiến, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, đơn vị đã huy động tổng lực quân số, triển khai hơn 200 tổ tuần tra lưu động và hỗ trợ người dân tham gia giao thông. Theo kế hoạch, Cảnh sát Giao thông sẽ là lực lượng chủ lực, phối hợp với Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự và Công an các địa phương kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động trong ngày 29 tháng 4, bên cạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, các cán bộ Cảnh sát giao thông còn phát nước uống cho người đi đường giữa thời tiết nắng gắt. Trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã kiểm tra hơn 8.500 phương tiện, lập biên bản xử lý 300 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 100 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Cảnh sát giao thông có được phép truy đuổi người vi phạm giao thông hay không?
Theo khoản 2 điều 16 thông tư 32/2023 TT-BCA, lái xe giao thông có quyền yêu cầu người đi đường dừng xe nhưng phải bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật, không gây cản trở đến hoạt động giao thông. Tuy nhiên, việc có cho phép cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm hay không thì hiện luật giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản pháp luật liên quan đều chưa có quy định cụ thể. Việc truy đuổi thường chỉ diễn ra trong trường hợp truy đuổi tội phạm hoặc khi có hành vi vi phạm nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của những người tham gia giao thông khác. Theo điều 87 luật giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông đường bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trong đó mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật, theo điểm A khoản 1 điều 3 luật xử lý vi phạm hành chính. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp cảnh sát giao thông cần phải ngăn chặn và xử lý ngay khi phát hiện vi phạm giao thông để không gây ảnh hưởng, hậu quả xấu cho xã hội. Như vậy, cảnh sát giao thông có quyền rượt đuổi người vi phạm quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc dừng phương tiện của cảnh sát giao thông phải đảm bảo các yêu cầu an toàn, đúng quy định của pháp luật, không làm cản trở đến hoạt động giao thông. Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đang đề xuất nhiều bổ sung mới về quy định niên hạn sử dụng xe cơ giới, trong đó việc không áp dụng niên hạn sử dụng với xe mô tô, xe gắn máy đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Nếu mà bỏ niên hạn đi thì là cái tiết kiệm cho người dân đấy, một cái ủng hộ kinh tế cho người dân rất là nhiều. Thế thì không hợp lý cho lắm đâu, tại vì căn bản là xe kiểu xe máy nó bền như nào hay là kiểu xe ô tô nữa thì đều có một cái thời gian xử lý nhất định thì nó sẽ hỏng hóc, nó cũng sẽ cần để thay thế và sửa chữa, thì mình nghĩ là nên có niên hạn xe. Theo như mình thì mình nên áp dụng bỏ niên hạn sử dụng theo với từng dòng xe, ví dụ như là từ 175cc đổ xuống thì mình có thể bỏ cái niên hạn sử dụng đi, bởi vì là mình có thể cái dòng xe đấy thì giá trị sử dụng nó gọi là thấp nên mình có thể bỏ đi cũng được, không sao cả, nó vẫn tuyệt vời đối với những người có kinh tế thấp. Thưa quý vị, thời gian qua giá phân khúc đất nền ở huyện Hoài Đức, Hà Nội liên tục tăng cao và nhiều dự án đã vượt mốc 100 triệu đồng trên một mét vuông. Theo ghi nhận chúng tôi ngày hôm nay, mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng mà rất đông người dân cũng như nhà đầu tư đã đổ về Hoài Đức để có thể tìm mua đất nền. Hôm nay thì cũng nhiều người ta mua đất, mua cát, người ta cũng nghỉ vào dịp lễ. Cái thứ hai nữa là mình cũng được thoải mái thời gian. Tôi cũng đi mấy nơi, thế nhưng mà cũng có nhiều nơi người ta cũng mua. Như thực tế đây là mảnh đất đây. Đây là 93 mét. Thế thì họ cũng đòi là 90, nhưng mà chưa mặc cả. Thì lay mai nếu mà tôi đi đến nhà chủ đất, người ta sẽ có giá thương lượng. Tôi thấy ở đây nó phát triển nhanh, quỹ đất của đây cũng có khá là nhiều nhưng mà phát triển nó nhanh. Từ nhiều các doanh nghiệp ở đây thì tôi thấy nó có khả năng là phát triển nhiều thì tôi về đây đầu tư. Tới đây nó về quận thì có thể sinh lợi nhiều hơn, lợi nhuận nhiều hơn. Tôi vừa đi xem thì có bên văn phòng giới thiệu thì mảnh đó là 150 mét, giá cả người ta nói là 80. Tôi chưa vào được giá, tôi còn xem xét thêm tí nữa. Ông Nguyễn Đình Mậu, môi giới bất động sản ở Hoài Đức, Hà Nội cho biết, trong ngày lễ, số lượng nhà đầu tư đến hỏi mua đất nền ở Hoài Đức đã tăng gấp đôi so với ngày bình thường. Nếu mà ngày bình thường thì cũng chỉ tầm một nỗi chục khách, nếu mà để mà nói là khách đầu tư vào mùa và xem vào mùa luôn. Còn những ngày lễ thì nó sẽ lên gấp đôi, khoảng độ 20-25 người. Đa số bây giờ ở Lại Yên bây giờ là được cái tiềm năng của cái vành đai 4 và cái đường 40 mét đây là nó thông rồi. Cho nên là cũng tương đối là khách đa số thích về dịch vụ là nhiều. Theo số liệu báo cáo quý 1 năm 2024 của trang bất động sản.com.vn, thị trường đất nền đã bắt đầu giã băng. Mức độ quan tâm đến đất nền đạt 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thị trường bất động sản miền Bắc, sau khi luật đất đai được thông qua, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội đã tăng 110%. Nhu cầu tìm mua tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức với mức tăng từ 1,7 đến 2 lần so với quý 1 năm 2023.
quý khán giả trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này, không khí mua sắm tại tuyến đường Cày Thám, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhộn nhịp hơn hẳn, khiến tiểu thương ai nấy đều phấn khởi. Đông hơn ngày thường, là đi chơi. Bán từ sáng tối là còn xuống chợ đêm nữa. Giờ bữa nay lễ người ta nghỉ làm việc nhưng mà không có lễ ra con biết hả? Nắng quá không ai ra đường. Ta trốn mất tay vô trong à. Đỡ thì thấy quá đỡ lấy cai nè. Khách du lịch được đi chơi đó. Không là cũng có khách như vậy đó, đặng mình bán cho nó được. Hiện nay gần 550 cán bộ chiến sĩ của tất cả các lực lượng trong tỉnh Kiên Giang vẫn đang tích cực tham gia chữa cháy cho khu rừng tràm tại ấp T4 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành. Thuộc sư đoàn 330 quản lý, đám cháy được phát hiện vào trưa ngày 28 tháng 4 và hiện vẫn còn âm ỉ cháy lan. Ngoài nhân lực, còn có 35 máy bơm nước chuyên dùng, 2 vỏ máy, 1 cano, 2 flycam, các phương tiện bảo đảm thông tin liên lạc và 9 xe các loại. Theo Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, khu vực cháy chủ yếu là rừng tràm, thực bì dưới tán rừng dày, một số khu vực thiếu nước, lớp than bùn còn âm ỉ và gió lớn khiến lửa cháy lại và lan ra các khu vực xung quanh. Sau khi vụ cháy xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cũng trực tiếp xuống hiện trường, họp ban chỉ đạo tại địa phương và chỉ huy trực tiếp tại hiện trường. Sau khi họp bàn, ban chỉ đạo đã thống nhất phương án chữa cháy, lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. Các lực lượng đã xuyên đêm kéo ống nước truyền từ kênh, triển khai nhiều biện pháp để tạo đường băng cản lửa, không để ngọn lửa tiếp tục lan rộng ra các khu vực xung quanh. Vụ cháy diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, lượng nước chữa cháy thiếu hụt, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Trước đó, rừng trên địa bàn huyện Giang Thành có mức cảnh báo cháy cấp 5, phần diện tích rừng sư đoàn 330 quản lý có tổng diện tích khoảng 611 ha. Trên nhiều tuyến phố, con đường ở thủ đô Hà Nội, không khó để bắt gặp xe rác, xe thu gom rác đặt ngổn ngang, có khi tràn lan dưới lòng đường, các ngõ nhỏ nơi dân cư. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị mà còn gây bức xúc trong lòng người dân. Tôi cũng hay đi qua đoạn đường này ấy, tại vì đây là chỗ em đi học hàng ngày, với cả kiểu thấy mọi người tập kết rác ở đây ấy, thì em thấy nó cũng không được kiểu sạch sẽ lắm ấy. Kiểu đi qua nó cũng khá là mùi, nó cũng khá ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Em thì cũng không phải là ở đây, nhưng mà kiểu em làm việc ở đây ấy, thì thường buổi sáng sớm tầm 6-7 giờ thì em ra thì thường em cũng không biết là cái này có phải là điểm tập kết rác không, nhưng mà em thấy lúc đấy thì chưa có rác, không phải đến tầm khoảng tầm trưa chiều là bắt đầu lúc đấy người dân cứ thấy thế là người ta đổ rác vào thôi, thì nó có ảnh hưởng một xíu là khi mà em làm việc ở đây thì nó hơi bốc mùi lên, và nếu như mà nó đầy xe rác thì có thể là người ta đổ nó bị tràn quá ra ấy, và người ta có thể người ta vứt ra ngoài thì mùi nó sẽ bị bốc lên, những người ở đây người ta sẽ bị ảnh hưởng. Giờ hoạt động của xe rác và công tác thu gom rác trên đường phố theo quy định chỉ được diễn ra từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Nhưng bất kể thời gian trong ngày, đặc biệt là vào các giờ cao điểm, người dân vẫn luôn thấy hình ảnh những xe rác xuất hiện nhiều trên các tuyến phố. Thực ra thì cái việc mà nếu như là để xe rác không đúng nơi quy định ấy thì em cũng đã từng gặp rồi. Và cái như vậy ấy thì kiểu em nghĩ là thường ấy thì mọi người cũng sẽ ảnh hưởng, sẽ làm cho mọi người là cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý theo và nghĩ là ấy, nơi đó có thể là vứt rác được, và dần dần là kiểu mọi người cũng sẽ chất đống vừa bộn lên và ảnh hưởng, đặc biệt là nó ảnh hưởng đầu tiên là về hình ảnh nó không tốt, và thứ hai là cái không khí cũng thế ạ. Các thùng rác khi tập kết cũng được quy định đều phải che phủ bạt để tránh phát tán ô nhiễm, nhưng những xe rác này không hề được che phủ bạt, nếu có thì cũng rất tạm bợ, và sau khi được chở đi thì vẫn còn rất nhiều rác thải bị ứ đọng lại trên lòng đường. Tình trạng này cần được xử lý kịp thời để chấm dứt sớm việc ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan đường phố. Làm việc part-time cho một cửa hàng kinh doanh bánh mì, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, bạn Trọng Nghĩa, sinh viên trường cao đẳng FPT, lại chọn ở lại Hà Nội tiếp tục công việc với mức lương cao gấp 2 lần so với ngày bình thường. Em chọn làm việc này đấy bởi vì em muốn tự lập kinh tế, đỡ đần bố mẹ một chút. Làm thêm ngày đấy để nhân đôi lương thì sẽ đáp ứng được nhu cầu chi phí sinh hoạt của em. Còn bạn Thế Anh nghĩ đến cảnh tắc đường vật vã khi về quê, chen chúc ở các địa điểm du lịch lại ám ảnh. Thế nên, thay vì về quê dịp này, cậu bạn ở lại thành phố tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Được lĩnh mức lương cao gấp 5 lần khiến cậu có thêm động lực, một phần đỡ mệt mỏi vì đi lại. Mình thấy dù là đi về quê hay là đi du lịch trong ngày nghỉ lễ, thì thời điểm này rất là nắng nóng mà còn đông nữa. Thì mình quyết định chọn ở lại, thì làm việc với này được ngồi trong điều hòa, công việc cũng rất nhẹ nhàng hơn, rất là bình thường. Lại được lương rất là hậu hĩnh. Một ngày công của mình thì là 250.000. Mà nhân với năm thì nó sẽ vào khoảng
1.250.000. Mình đi làm mấy ngày lễ thì nó bằng rất là nhiều ngày bình thường. Với cái số tiền như thế thì mình sẽ tiến gần hơn đến với lại các dự định của mình trong tương lai. Thời điểm này, nhiều cửa hàng kinh doanh, cơ sở sản xuất vẫn tiến hành làm việc bình thường. Vì vậy, để khuyến khích người lao động làm việc trong dịp lễ, họ đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi. Ngoài lương thưởng, người lao động còn được tạo điều kiện nghỉ bù sau đó. Để khuyến khích các bạn làm những ngày lễ thì chế độ của mình là sẽ có thưởng các bạn và nhân đôi ngày công. Đó. Sau đó khi hết lễ thì sẽ tạo điều kiện mà để cho các bạn nghỉ bù những ngày lễ các bạn đi làm. Sau lễ thì bên mình cũng sẽ sắp xếp luân phiên các bạn. Thì mỗi ngày cho khoảng 2 bạn về đâu đấy khoảng 2 đến 3 ngày đi về quê. Khi mà nghe đến chế độ như thế thì các bạn rất là hưởng ứng, đồng tình và rất là vui vẻ đi làm. Với kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, có người sẽ chọn về quê để sum họp với gia đình, người chọn đi du lịch để giải tỏa căng thẳng, chữa lành tâm hồn, cũng có người chọn cách làm việc để tăng thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, lựa chọn khác nhau, nhưng quan trọng ở niềm vui trong công việc mà họ đã chọn. Và dịp lễ năm nay, thời tiết nắng nóng oi bức, những điểm du lịch sinh thái miệt vườn với cây trái sum suê lại được nhiều du khách và người dân ưu tiên lựa chọn. Ghi nhận của báo Lao động trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, tại một số điểm du lịch sinh thái miệt vườn trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ như vườn sinh thái Từ Dũng, làng du lịch sinh thái Mỹ Khánh, tấp nập khách tham quan, vui chơi và trải nghiệm. Theo chia sẻ của hầu hết du khách, giữa mùa nắng nóng gay gắt, việc tìm đến các điểm du lịch miệt vườn, sông nước là sự lựa chọn ưu tiên. Mùa nắng nóng thì đi miệt vườn là số 1 rồi. Gió mát rồi, không khí rồi nó cũng mát mẻ chứ không phải đi vô mấy cái chỗ kia nó nóng. Đi biển thì cũng mát nhưng mà nó vẫn nắng, ở đây thì miệt vườn thì nó thoải mái, mát mẻ. Nói chung là phù hợp để gia đình thư giãn ở ngày lễ. Câu cá sấu này mình cũng câu ở mấy chỗ rồi, nhưng mà mình thấy là ở chỗ này thì cá bự hơn mà nó ăn mình cũng thấy hồi hộp hơn, mất hồn hơn. Tại cái dây của nó cũng cứng hơn, mình giật cái cảm giác nó sợ. Cao một chút sợ hãi, nhưng mà là một trải nghiệm rất là thú vị. Gia đình tôi chọn cái du lịch miệt vườn này vì thứ nhất là sông nước khá là mát và cũng nên thơ hữu tình, rồi cũng bà con miền Tây cũng khá là thân thiện dễ thương. Và cũng là một du lịch đáng để có thể mọi người nước ngoài, cũng người dân trong nước cũng như là nước ngoài có thể tới và ghé thăm. Đến đây cái trải nghiệm trèo xuồng thực sự nó rất là thú vị. Tại vì lần đầu mà mình ngồi trên xuồng giữa cái trời chưa nắng nực như vậy nhưng mà cảm thấy rất là bỏ công. Tại vì trên núi thì làm gì có sông nước như thế này. Không được bắt cá, không được lội ruộng, rồi chân lấm bùn, lấm bẩn tùm lum á. Nhưng mà cảm thấy vậy rất là vui. Vào những cái dịp mà lễ như thế này thì cái lượng nhân viên thì tăng sẽ gấp 3 lần cái lượng bình thường để phục vụ cho du khách được tốt hơn. Thì chúng tôi cũng đang cố gắng là để cho khách về miền Tây của mình để có những cái kỷ niệm phong phú hơn và đặc sắc hơn. Tôi là chuyên về miệt vườn nên ở đây là thu hút được vừa khách Tây nè, là vừa khách Việt. Thì khách Tây ở vườn của tôi cũng nhiều, cũng tương đương với lượng khách Việt của năm nay thì nó sẽ tăng hơn mỗi năm. Tại vì người ta sẽ tập trung đi về cái miệt vườn nó nhiều hơn. Kỳ nghỉ lễ kéo dài, thời tiết oi bức cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến việc vui chơi, du lịch của nhiều gia đình. Mặc dù vậy, các điểm du lịch sinh thái tại thành phố Cần Thơ vẫn luôn hút khách tham quan. Dưới nắng vàng vẫn có gió thổi nhẹ, dạo quanh bên những tán cây xanh. Đây được xem là điểm dừng chân lý tưởng, vừa để tránh nắng, vừa có kỳ nghỉ tuyệt vời bên người thân và bạn bè. Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt tại lễ hội truyền thống chùa Long Đoại Sơn tại Hà Nam. Lễ hội năm nay chỉ diễn ra cùng với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 nên đón một lượng khách rất là đông. Ngoài việc chiêm bái thì du khách có thể tham gia rất là nhiều những hoạt động truyền thống dân gian, các trò chơi dân gian. Lễ hội truyền thống chùa Long Đoại Sơn năm nay diễn ra trong vòng 5 ngày, từ ngày 25 đến ngày 30 dương lịch, tức từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 3 âm lịch. Lễ hội được tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc nhằm thỏa mãn nhu cầu về tín ngưỡng của bà con Phật tử xa gần. Đồng thời, đây cũng là dịp du khách thập phương về chùa chiêm bái phong cảnh, tìm hiểu những nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống của di tích chùa Long Đoại Sơn. Ở đây là một lễ hội rất đặc biệt nên là năm nào tôi cũng đi, bởi vì không khí ở đây rất là vui nhộn và mang lại cái cảm giác gọi là truyền thống của quê hương mình. Hôm nay thì đến với lễ hội chùa Đoại thì mình cảm giác rất là không khí rất là vui. Ngoài tham gia chiêm lễ chùa chiêm bái thì bên cạnh đó thì có thể tham gia rất nhiều hoạt động vui chơi. Mình cũng thể là mua rất nhiều đặc sản địa phương để mang về cho gia đình. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cập nhật dự báo xu thế khí hậu 6 tháng tới.
tức từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024. Xu thế nhiệt độ. Tháng 5, trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 1 đến 2 độ C. Tháng 6 và tháng 7, nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 8 đến tháng 10, trên cả nước, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 đến 1,5 độ C. Không khí lạnh. Tháng 4 và tháng 5, không khí lạnh vẫn còn tác động, hoạt động yếu, tần suất ít, không khí lạnh trong thời kỳ giao mùa, nguy cơ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá. Nắng nóng. Tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng gia tăng, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5 năm 2024. Từ tháng 5 đến tháng 8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Tháng 8 và tháng 9, đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Khu vực Bắc Bộ, nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ. Khu vực Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng giảm dần từ tháng 9. Khô hạn, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khô hạn có khả năng kéo dài đến khoảng nửa đầu tháng 5 năm 2024. Khu vực Trung Bộ, khô hạn có khả năng xuất hiện và kéo dài trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 4 đến tháng 7 năm 2024. Thủy văn, từ tháng 5 đến tháng 7, khu vực Bắc Bộ, mùa lũ năm 2024 ít có khả năng đến sớm. Dòng chảy trên các sông và các hồ chứa lớn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, mực nước trên các sông biến đổi chậm. Khu vực Nam Bộ, từ nay đến tháng 5 năm 2024, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm. Trong tháng 6 đến tháng 7 năm 2024, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt lũ. Sông Cửu Long, từ nay đến cuối tháng 5 năm 2024, tổng lượng dòng chảy có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Xâm nhập mặn có xu thế giảm dần. Từ tháng 8 đến tháng 10, khu vực Bắc Bộ, mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn năm 2023 và thấp hơn trung bình nhiều năm. Các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào thời kỳ tháng 8 và tháng 9 năm 2024. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ. Khu vực Nam Bộ, trên sông Đồng Nai tại Tà Lài có khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt lũ. Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024 là thời kỳ lũ chính vụ trên sông Mekong và sông Cửu Long. Tháng 4, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại cửa hàng FPT quận Gò Vấp. Nhiều người hốt hoảng tháo chạy, nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Khoảng 19 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Lê Văn Thọ bất ngờ ngửi thấy mùi khét nặng, kèm theo khói đen nghi ngút bao phủ. Ngay sau đó, thấy lửa cháy bùng lên tại cửa hàng FPT có địa chỉ tại 140 đường Lê Văn Thọ, phường 11. Theo đó, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, nhiều nhân viên trong cửa hàng đã nhanh chóng đưa tài sản có giá trị ra bên ngoài, đồng thời dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Nhưng do trong cửa hàng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Đến gần 20 giờ, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Vụ hỏa hoạn may mắn không xảy ra thương vong về người, nhưng hầu hết tài sản có giá trị đều bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu sinh thái Rạng Đông thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Và như quý vị và các bạn cũng đã thấy thì khu vực này đang rất là ô nhiễm và rác thải rất là nhiều. Và ngay gần cái khu vực này thì lại là một bờ kè đang bị sạt lở. Thế nhưng mà có rất đông người dân đã di chuyển về đây để tắm biển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất là cao. Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 28 tháng 4, càng về chiều muộn người dân đổ ra biển càng đông. Mặc dù những cơn sóng lớn, cuốn mạnh, mà trong nguy hiểm nhiều người vẫn tiến ra xa bờ để tắm. Đáng nói, đây là bãi tắm tự phát nên rác thải giặt vào bờ rất nhiều, gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Hôm nay là ngày nghỉ lễ thì em xuống đây với mục đích là để chụp ảnh và ngắm biển ý. Với cả là cũng có ý định tắm nhưng mà thấy
sóng nó hơi to, với cả là rác bẩn hay là nước đục nữa, hay là bọn em chỉ có đứng trên này chụp ảnh. Là khá nhiều rác nhưng mà người tắm thì đông, bởi vì mình chắc hôm nay nó quá nóng, dân chụp đây nhiều nên nó hơi bẩn. Chung là cái này chắc là phải có một cái độ để thu gom rác hàng ngày nó tốt hơn, bởi vì cái lượng rác lên nó nhiều quá. Được biết bờ kè Rạng Đông bị sạt lở nghiêm trọng nhiều năm gần đây, nhưng cứ đến dịp lễ 30 tháng 4 là nghìn người lại đổ về đây vui chơi tắm biển. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng cho biết đây là bãi tắm tự phát. Để đảm bảo an toàn cho người dân, cách dịp lễ khoảng một tháng, chính quyền địa phương đã tuyên truyền cắm hàng loạt biển cấm tắm ở khu vực này. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay sẽ kéo dài 5 ngày. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng để chúng ta vui chơi, nghỉ ngơi, tận hưởng bên bạn bè và người thân. Vậy hãy cùng Hồng Nhung tìm hiểu xem các bạn trẻ sẽ đi đâu và làm gì trong dịp lễ này nhé. Trong kỳ nghỉ này thì mình ưu tiên là đi những cái nơi vui vẻ, mát mẻ để check in, chụp ảnh bạn bè để đăng lên các trang mạng xã hội ạ. Mình cũng đang hơi lo ngại về cái vấn đề nắng nóng như này, bởi vì là sức khỏe thì mình cũng không quá tốt, cho nên là lựa chọn những chỗ mà bóng râm, mát, có điều hòa. Thì mình lựa chọn là đi viện bảo tàng, cộng thêm là đi shopping. Mình chọn Lotte Tây Hồ là địa điểm để mình tới đi xem phim cùng các bạn ạ. Vì đây là khoảng thời gian rảnh để mình có thể rủ bạn bè đi chơi cùng ạ. Khi nghỉ này mình muốn đi mua sắm để mình tự thưởng cho bản thân sau những áp lực học tập. Có thể thấy mỗi bạn trẻ lại có một kế hoạch riêng trong dịp nghỉ lễ này. Thế nhưng chắc chắn đây là khoảng thời gian quý báu để chúng ta tận hưởng niềm vui sau thời gian học tập và làm việc hăng say. Hôm qua 28 tháng 4, cả ba miền ghi nhận nắng nóng gay gắt đỉnh điểm. Đặc biệt Đông Hà, Quảng Trị 44 độ C sắp phá vỡ kỷ lục ở Việt Nam là 44,2 độ C, được ghi nhận vào ngày 7 tháng 5 năm 2023 tại Tương Dương, Nghệ An. Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 4, khả năng nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng, phá vỡ kỷ lục. Sau đây là dự báo chi tiết nền nhiệt trong 2 ngày tới. Ngày 29 tháng 4, khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 39 đến 42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30 đến 35%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 9 đến 18 giờ. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 11 đến 17 giờ. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12 đến 16 giờ. Ngày 30 tháng 4, khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ không thay đổi về mặt hình thế và nền nhiệt. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%, thời gian nắng nóng trong ngày từ 11 đến 17 giờ. Cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng có khả năng giảm dần từ khoảng ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 5. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng giảm dần từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 5. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.